ba con cá hồng chuối nha. Câu ở trường xe. Dữ à, bè đó. Bè nó mới vậy đó. Đủ nó còn nó đi rồi. Không sao đâu, cãi đó. Dây còn mà. Dây còn đúng ngày mày sợ. Ra là trường xa là phải mang theo cần bóp nha mấy bạn. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái con Sidon Bo Flash Boost. Con này bên trong nó chiếu dữ lắm. Con này con đời mới nhất của Shimano. Nó nặng là 71g. Nó phù hợp với là cái cần mình đang sử dụng đây. Còn OC Flugger Full Drop. Rồi. Cái máy Sparrow, máy này thuộc dạng châu bò mà rẻ tiền. Mình đi dây số 3 để tạo cảm giác cho nó phê. Cương chỉ ở mức độ vừa phải thôi, không dám cương quá. Phê là chính mà. Ở Việt Nam đánh bóp thì ít có chỗ mà chơi được lắm. Sắm mấy cần bóp này 2 năm mấy trời, hôm nay mới có dịp lấy ra chơi đây. Hay quá, hay quá không? Banh lùi sáng giờ. Bóp sáng giờ không ra, em vô cái ra liền. Cái bè á. Cái bè đó. Cái quýt nè. Ấy nó lên mà nó búng lên. Dính luôn hả? Vô ăn luôn mà táp luôn mà. Ừ. Rồi. Được rượu làm đẻ không? Lùa vào nó ăn trước. Bạn này có thành công không? Đúng, ghê quá luôn. Dữ à, bè đó. Bè nó mới vậy đó. Dữ nó còn nó đi rồi. Không sao đâu, cãi đó. Dây còn mà. Dây còn đúng ngày mày sợ. Lát nó vô lại thì đâu. Dữ à. Bobbing môn chơi là ở Việt Nam mình hơi bị hiếm luôn á. Việt Nam mình chơi bobbing là gần như là không còn để chỗ để chơi đâu. Ra giàn khoan là hên xui lắm. Sắm mấy cần bóp này là có lúc mình nuôi lần dày lắm, bóp dễ luôn. Sắm mấy cần bóp này là từ bữa tới giờ là gần như để nhà luôn á. Cái này mới có nhớt ha. Ừ. À, chịu đi quá ha. Ghê ghê ghê. Con dê hả? Ừ. To mà. Dữ à. Cái bù gò. Dữ à. Thông, có duyên ghê luôn. Yếu lắm anh Thành ơi. À, mới đánh con đường à. Yếu lắm. Con rể chú Kim ngon lành quá chú Kim. Lên. Con này có tầm 2 á, hàng 2 á. Hàng 2. Về sau. Đó nó về rồi. Rồi, chết nó rồi. Chết mình đi nè. Không chơi lâu, nó còn cuối lắm. Nó rồi. Lên, không lên cắt. Trời ơi, cái này mà mười mấy gì, đủ hai mấy ký bao chục. Ô, thỏ. Xíu lần nữa chạy con vẹn này. Hả? Mới đế luôn, chạy con vẹn á. Hả? Đế một lần luôn, xíu một lần luôn. Dạ mang. Lên kia vậy, lên kia vậy. Thành công. Chạy được khoái lắm. Hả?
Thế mà anh được phát lắm. Một thùng đồ hộp bao anh? Ơi, thùng đồ hộp đó chi? Vài thùng. Thùng. Cá. Con này phải 30 à? 25 kg. Bỏ cần thử coi. Là bán được, con mày. Bán ra được nhiêu không? Anh có cần 50. Anh lấy con đi. Bò nó bấu qua đi, nó xem nó chết. Lấy con. Cái đó chặt rồi. Vậy hả? Đây nó bấu con cây lê nhú nó luôn. Đúng, màu đẹp quá ha. Đẹp lắm, màu đẹp lắm. Bấu cái đây là chỉ có chết thôi. Không có nào mà dê được, chỉ có bức cây rồi. Là mãn nhãn kỳ công ra Trường Sa có một con cá. Đây là chơi được, đu chi tiêu của anh Thành. Thành 50 ký rồi. Còn cái đuôi này. Cầm chưa. Chào bên Hiệp. Anh vào đây. Nó đé dạng rồi, bứt biếng luôn. Đé dạng có lên lần luôn. Đé dạng bứt một lần luôn. Ừ đó mày. Đé một dạng á. Rồi đưa em cân, ơi cân rồi. Nè, cân thử. Oh.
mấy cái bãi rạn ở độ sâu khoảng cỡ 15 mét. Hy vọng là có mấy con cá hồng chuối nó bay lên nó táp mà nãy giờ chưa thấy. Thấy không? Giờ lên không? Xuống theo. Giờ lên, giờ lên. Giờ lên, giờ lên. À, ở đây hả? Đẹp quá. Đẹp quá. Quá, không nó đẹp quá. Mấy bữa sau rồi gặp theo thế rồi, ấy thằng này vừa nấu hoa. Gặp được con nước rồi gặp. Nước nổi gì? Giờ lên không? Rồi, ngon lành, thợ dừa, ngon lành. Không có dừa cá lên, quá đẹp luôn, mày leo nha mấy bạn. Thì đó, mày đốm xanh. Rồi, ok, ok, đẹp quá đây. À, con cá hồng chuối nha. Câu ở Trường Sa, đảo Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa Việt Nam. Ôi. Wow, chà, rất là đặc sắc. Rồi, cái này luôn. Thị trường không có ai. Hãy xuống luôn. Hoa chết mẹ. Cái màng, cái màng nó ăn cái tay của anh luôn hả? Nóng, nóng, con này chắc có theo dùi, cứ đứng theo cho dùi. Họ cổ dùi theo dùi bia thì mỗi mình. Ê, lên cái này cái gì ạ? Hồng chuối, hồng chuối, hồng chuối. Giờ cao lên. Ôi trời ơi, con này quá nhiêu ký Liêm? Con này 5 ký rồi. Hả? Đó đây, đây, đây. Cái đèn đẹp được mấy mấy trường. Mà câu thì sâu rồi, rồi hết rồi. Anh xuống còn tới vàng, có gì đó mà ăn. Bé là đường vàng mà. Cá ở Đá Tây Động Quát, con này chắc cỡ khoảng 2,5 kg, rất là đẹp. Hello Động Quát. Thú vị hả? Cái gì không biết là chưa? Rồi con chỉ bự, con giả mang con má rồi. Đầu tiên thấy con chỉ bự vậy đó. Rồi. Hôm nay mình ăn hồng vịt lộn nha mấy bạn. Vịt lộn ăn ngon thiệt chứ. Thơm mới là thơm luôn ha. Bếp trưởng, cái vịt lộn sao? Ý tưởng mua vịt lộn hết sảy luôn hả? Ngon lắm. Ê, bếp trưởng khoái rồi. Mai mốt làm hộp vịt lộn xào me nha. Đâu. Vịt lộn trên tàu cùng ngư dân. Ngon ngọt. Muối tiêu chanh nữa. Nó thấm. Ớt cay. Em đứng lâu lắm nó nồng. Nồng ha. Đặc biệt á, cái kiểu mà luộc mà trứng ăn rất là chuẩn. Nó vừa chín mà nó đúng lửa. Đúng lửa đúng không anh? À, có lời khen cho bếp trưởng luôn nè. À, ngày mai bếp trưởng làm món hộp vịt lộn xào me đi. Hộp vịt xào.